Hello, xin chào tất cả các con vợ, các đầu gấu. Chào mừng các con vợ đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta lại cùng nhau trở lại con thiên đường trò chơi nhá anh em nhé. Ok, cái này là 23 cung. Đang xuống bệt xỉu này, phang luôn này. Ok. Khởi động thì chưa thành công, nhưng không sao. Tay này chúng ta cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Khởi động tay đấy nó cân cửa trả tiền nên là chúng ta không bị mất gì cả. Tay vào tiếp một tay xỉu theo xu hướng cầu hồi. Một tay xỉu theo xu hướng cầu hồi nhá anh em nhá. Nói chung là chơi bộ môn này anh em nhớ là có ăn có thua là chuyện rất bình thường. Quan trọng là anh em phải bình tĩnh. Đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả. Tay này để xem là nó có chạy đúng hồi xỉu không nhá. Có chạy đúng hồi xỉu không nhá. Ok, như vậy là tay không hồi xỉu, chạy bệt dính tiếp anh em ơi. Bệt dính này. Để xem bên này có gì không. Không sao, không sao anh em nhé. Nói chung là chơi bộ môn này có tay ăn tay thua là chuyện rất bình thường, không vấn đề gì cả. Ok, chúng ta sẽ chiến tiếp này, chạy lên một tay tài anh em nhé. Tay này tự tin húp tài nhé anh em nhé. Đối với bộ môn này thì anh em nên nhớ là anh em nên 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 là chia vốn khoảng 10% số vốn mỗi tay. Nếu tay nào kết chúng ta sẽ vào khoảng 50%. Đấy, kiểu dạng như vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở ba tay tiếp theo nhá. Tay này tự tin húp tài. Tự tin thì phang lên hai củ nữa được chưa? Đã là tự tin rồi. Ok chưa anh em? Đã là tự tin là phải đánh căng ghét luôn. Tiếp tục nhá. Anh em mình tiếp tục này, chiếm một tay tài nữa, tay này một củ thôi, nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Đối với bộ môn này thì mình chơi cũng được ngót nghét 13 14 năm rồi. Đấy. Nên là kinh nghiệm thì anh em cứ tự tin mà tham khảo. Đấy, tự tin tham khảo nhá. Tự tin tham khảo. Và mình không khuyến khích ủng hộ anh em chơi. Anh em cùng đam mê chúng ta tham khảo thôi. Không cùng đam mê anh em bỏ qua nhá. Đấy, anh em hãy tỉnh táo. Tay này vào căng là lại oảng ngay. Nên mình vào rất nhỏ thôi. Vào rất nhỏ thôi. Không vào quá căng. Tiếp tục nào. Khả năng bệt dính cao. Vào một tay xỉu nhá. Tay này mình sẽ vào hai củ tư. Hai củ tư. Alo. Anh nhỉ? Anh chờ em một chút nhé, xong em gọi lại, chờ em một chút, đang bận chút. Vâng. Một số anh em gọi điện, lại còn gọi điện nhờ kéo ông. Đây là có ông anh cũng nhiều tuổi rồi nhờ mình kéo, nhưng mà thật ra là mình bận đấy, bây giờ còn đang làm video chia sẻ cho anh em này, gọi điện mà thôi, cứ phải để lại xử lý cho anh em xong đã, đúng không? Làm xong video đã xong thì xử lý anh em sau. Rồi, húp luôn, ngon luôn, đúng không? Đấy, rất nhiều anh em gọi điện nhờ mình, nhưng mà mình thật sự với anh em là không có nhiều thời gian, không có nhiều thời gian anh em nhé,
không có nhiều thời gian. Thời gian là rất là quý, thời gian rất là quý báu anh em ạ. Ok, chúng ta chiến tiếp nhá. Làm một tay xỉu nữa đi, tay này vào 7 lít thôi. Nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng đúng không anh em? Chơi bộ môn này thì anh em nên nhớ là cứ tay to tay nhỏ mà phang, đừng đánh đều tay to cũng đừng đánh đều tay nhỏ. Đấy, tránh trường hợp là ăn 5 ăn thua là anh em lộ phế ngay. Nên nhớ như vậy nhá. 5 ăn thua là lộ phế. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nhé. Xem có rực rỡ hay không. Em tên này có ok không? Ngon chưa? Ngon luôn chưa? Ai sao? Ngon luôn chứ còn gì nữa. Uy tín luôn chứ còn gì nữa. Tiếp tục nào. Tay này đi tiếp một tay tài. Tuy nhiên thì tay này vào 4 lít thôi anh em nhé. Chiến nốt tay này nghỉ anh em ơi. Vốn của mình 23 lên 33 là dư 10 củ rồi. Chiến nốt tay này mình nghỉ anh em ạ. Không tham anh ạ. Không tham không cố nhá. Không tham không cố. Càng tham càng cố càng chết. Tham cố là bằng bằng con bằng bằng con số âm anh em nhá. Đấy, tham cố bằng con số âm. Mình chơi đã rất nhiều lần năm kinh nghiệm rồi. Từng chơi từ 2 củ lên mấy trăm củ nhưng mà không có rút ra. Thế kết quả là sao anh em biết, kết quả là oẳng chứ còn gì nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Rồi, tay cuối cùng không thành công nhưng không sao, ca này vẫn là rực rỡ anh em nhé. Tất cả anh em xem được video nhớ đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để chia sẻ mình. Anh em nào mà đang đam mê ở bên con game khác, anh em có thể thử tham khảo game này anh em nhé. Uy tín bằng thông tin khách hàng nó rất nhanh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.